xuất Ai Cập ký chương 14. Chúa phán dạy môi xe, con bảo dân Israel quay lại và đóng trại gần Phi Ha rốt giữa Midôn và biển. Chúng sẽ đóng trại dọc biển đối diện với ba anh Sephon. Pharaon sẽ nghĩ rằng dân Israel đi loạn quẩn vì bị sa mạc làm lạc hướng. Ta sẽ làm cho Pharaon cứng lòng để vua ấy đuổi theo dân Israel, nhưng ta sẽ dạng danh vì Pharaoh và quân đội của vua ấy và dân Ai cập sẽ biết ta là Chúa. Dân Israel làm đúng như vậy. Khi vua Ai cập được báo cáo rằng dân Israel đã tẩu thoát, vua và quần thần đổi ý và nói: Chúng ta đã làm gì vậy? Chúng ta để cho dân Israel ra đi, không còn phục vụ chúng ta nữa sao? Vậy vua ra lệnh chuẩn bị xé chiến mã và dẫn quân đội theo. Vua đem theo 600 xe chiến mã tốt nhất cùng với một số xe chiến mã khác do các sĩ quan chỉ huy. Chúa làm cứng lòng Pharaon, vua nước Ai Cập và vua đuổi theo dân Israel trong khi dân này can đảm ra đi. Người Ai Cập với tất cả ngựa, xe, chiến mã, lính kỵ và bộ binh đều đuổi theo dân Israel và bắt kịp họ khi họ đóng trại dọc biển gần Phi Ha rốt đối diện ba anh Sephon. Vừa khi thấy Pharaon và đạo quân Ai Cập đuổi theo kịp, dân Israel khiếp sợ và kêu la với Chúa. Họ nói với môi xe, có phải vì Ai Cập không đủ chỗ chôn nên ông mới dẫn chúng tôi vào sa mạc để chết hay sao? Ông làm gì cho chúng tôi khi đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập? Khi còn ở Ai Cập, chúng tôi đã nói với ông, cứ bỏ mặc chúng tôi, để chúng tôi cứ phục vụ người Ai Cập. Vì thà phục vụ người Ai Cập còn hơn chết trong sa mạc. Nhưng môi xe đáp, đừng sợ, cứ đứng vững rồi anh chị em sẽ thấy sự giải cứu của Chúa ngày hôm nay. Những người Ai Cập anh chị em thấy hôm nay sẽ không bao giờ còn thấy nữa. Chúa sẽ chiến đấu thay thế cho anh chị em. Anh chị em chỉ cần yên lặng Chúa hỏi môi xe tại sao các con kêu van với ta con bảo dân israel cứ tiến bước con đưa cây gậy lên giang tay ra trên biển để rẽ nước cho dân israel đi qua biển như đi trên đất khô ta sẽ làm cứng lòng người ai cập để họ đuổi theo dân israel ta sẽ dạng danh vì pharaoh quân đội xe chiến mã và kỵ binh của vua ấy người ai cập sẽ nhận biết ta là chúa khi pharaoh xe chiến mã và kỵ binh của người làm ta dạng danh thiên sứ của Đức Chúa Trời cho đến lúc ấy vẫn đi trước đạo quân Israel liền quay lại phía sau, trụ mây cũng từ đằng trước rời ra đằng sau và án ngữ đạo quân Ai Cập và đạo quân Israel suốt đêm ấy, trụ mây che một phía làm cho bị tối tăm nhưng lại chiếu sáng cho phía bên kia, vì vậy, vì vậy cả đêm hai đạo quân không thể đến gần nhau. Sau đó, môi xe đưa tay trên biển và chứa cho một trận gió đông, thổi mạnh, dồn nước lại và cho biển trở thành đất khô. Nước rẽ ra và dân Israel đi ngang qua biển như đi trên đất khô. Bên phải và bên trái đều có bức tường bằng nước. Dân Ai Cập đuổi theo họ, tất cả ngựa, xe chiến mã và lính kỵ của Pharaon đều theo họ xuống biển vào canh cuối đêm ấy chúa từ trụ lửa và trụ mây nhìn xuống đạo quân ai cập và làm cho họ rối loạn ngài làm cho xe chiến mã họ sút bánh không chạy được nên người ai cập bảo nhau chúng ta hãy mau lánh xa dân israel vì chúa thay thế họ mà chiến đấu chống ai cập lúc đó chúa phán bỏ môi xe con đưa tay lên biển để đem nước lại phủ lấp người ai cập xe chiến mã và lính kỵ của họ môi xe được tay lên biển vào lúc trời bình minh và biển trở lại như trước người ai cập tìm cách tẩu thoát nhưng bị chúa lùa xuống biển hết nước tràn lại phủ lấp các xe chiến mã và lính kỵ toàn thể đạo quân của pharaoh đã đuổi theo dân israel đều bị lùa xuống biển không một người sống sót nhưng dân israel đi băng qua biển như đi trên đất khô với bức tường nước bên phải và bên trái hôm đó Chúa giải cứu dân Israel khỏi tay người Ai Cập và họ thấy xác người Ai Cập làm la liệt trên bờ biển. Khi được chứng kiến quyền năng phi thường của Chúa đã bày tỏ để trừng trị người Ai Cập, dân Israel đem lòng kính sợ Chúa và tin tưởng nơi Ngài và nơi môi xe là tôi tớ Ngài.